Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều ngày thứ tư ngày 2 tháng 8 2023 nha anh em. Chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui. Thì dù là rất là bận bề công việc nhưng mà cũng tranh thủ quay cho anh em xem một đoạn video ngắn về tất cả những cái món hàng mình đang bán trong dịp hè. Thì chỉ còn nghỉ đúng một tháng hè thôi. Anh em mua hàng nhớ nhanh tay, mình còn rảnh đúng một tháng này để gửi hàng cho anh em nhanh, gọn lẹ, hiệu quả. Chứ còn vô năm học thì có thể hơi chậm tí. Đó thì anh em nào mà đam mê những món hàng năng lượng thì hãy liên hệ mình ha. Ở bên đây mình đang là Saco 2.7 nè. Đó, đang test để chuẩn bị gửi cho anh em. Gương cầu lồi đồ ha. Rồi ở đây bộ lưu điện đồ nè ha. Bộ lưu điện 3 triệu, tấm pin Mỹ đằng kia. Rồi đặc biệt là trong video này em muốn nhắc lại và giới thiệu cho anh em cái loại đèn này. Thì nhà em thì không có còn nhiều, chỉ còn một vài cái thôi. Nhưng mà em có một chuyến hàng cũng cũng sắp được bổ sung thêm. Và hồi nãy em xóc cái hàng của em lên thì em thấy có những cái đèn này. Hôm bữa giờ anh em cứ hỏi đăng ký mua mà mình lâu lắm rồi mình không có quay video lại. Có nghĩa là đã lâu lắm rồi mình không có quay video giới thiệu những cái đèn này nữa. Mà anh em nào mua mình cứ gửi bán không à. Làm như vậy thì những anh em mới á, người ta sẽ không có biết được những cái món hàng này thì nó cũng hơi bất cập. Thì nhân tiện đây thì cũng cảm ơn mọi người, sáng giờ cũng đã ủng hộ rất nhiều ha. Đặc biệt là có chú ghe chạy Vĩnh Long lên đang chở pin nè. Đây những cái tấm pin Acitech nè mọi người. Đấy mình đang để đây nè. Đấy. Để chờ mọi người lấy nè. Nãy chắc là chú kia còn lỡ dở ra đó. Rồi tấm pin pin Mỹ nè. Đang test đang tối nay gói cho anh em. Mình test bằng Elejoy ha. Chạy ok tất cả chứ không vấn đề gì đây. Đấy. Vôn rồi ha, đầy đủ. Rồi thì bây giờ vô hai cái loại đèn mình muốn nhắc lại cho anh em. Thứ nhất là Blue Carbon 4.0 mà dây dài 5m nha. Bây giờ mình nói rõ nè, Blue Carbon 4.0 mà dây dài 5m thì mình bán 1.600.000 cộng phí ship 60.000. Tấm pin nè. Tấm pin là bao nhiêu watt đây? Nghe thổi giùm em. Tấm pin là 50W. Tấm pin 50W nha, tấm pin bự chưa? 50W, khung nhôm rất là dày, dày cộm luôn nha. Đó, tấm pin 50W. Ở bộ pin lưu trữ trong đèn là 40 ampe giờ. Đây đèn nó đây. 40 ampe. 100 con led clear của Mỹ ha. Đó, Blue Carbon 4.0. Đây là phiên bản dây dài 5m nha. 1.600.000 cộng phí ship 60.000, đèn thì bao sáng luôn nha. Nó là rất là sáng. Đó mọi người thấy không? Rất là sáng. Đây đây. Đây. Đấy. Còn bây giờ mới đặc biệt nè, cũng y chang vậy luôn nha, cũng là tấm pin 50W, bộ pin lưu trữ 50 giờ và 100 con led clear của Mỹ. Nhưng mà bây giờ là hè mà, còn con tháng nữa đi dạy lại rồi, cho nên em tranh thủ em bán được cho ai thì em tranh thủ em bán. Thì bây giờ là y vậy luôn, nhưng mà dây 3m nha, y chang không có gì khác hết nhưng mà dây 3m. Nói 3m thì chứ 2m mấy, gần 3m chứ không được 3m, còn này nói 5m thì chứ 4m mấy, gần 5m chứ không được 5m nha. Thì dây 3m mà y chang vậy luôn. Là em bán cho anh em á là bao nhiêu? Hồi hổm là 1.600.000 bao ship, mà bây giờ em á là 1.550.000 bao ship. Đó thì nó duy trì cái vấn đề khuyến mãi này trong vòng 1 tuần thôi nha anh em. 1 tuần thôi nha. Bữa nay là 2 tay tới 9 tay là hết. Em nhắc lại nha, Blue Carbon 4.0 y vậy luôn, không có gì khác hết. Khác có cộng dây dài là gần 3m. Dây đó nó ngắn hơn này 2m thì nó dài gần 3m á. Y vậy luôn, không có gì khác hết. Tại vì em để trong kia kìa, em không có đâu ra, cho nên là này em nhìn này đỡ nha mọi người, nhìn này đỡ nha, y chang vậy đó, không gì khác hết. Đó thì 1.550.000 bao ship. 1.550.000 bao ship nha. Cơ hội hiếm có, diễn ra từ 2 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8. 9 tháng 8 là em ngưng nha, em trở lại với giá cũ là 1.600.000 bao ship. Có nghĩa là em giảm 50.000 đó mọi người. Đấy, anh em nào đam mê ủng hộ ha. Còn cái đèn dây 5m này thì vẫn là 1.660.000, không có gì thay đổi hết. Khuyến mãi thì khuyến hải một cái mã hàng thôi chứ khuyến mãi nhiều mã quá thì nó ra đi luôn mọi người. Rồi bây giờ thì ở đây cũng đang quay qua đây khuyến mãi tiếp nè. Nhưng mà cái này thì khuyến mãi lại chứ không phải khuyến mãi mới. Cái này lúc trước đã khuyến mãi rồi, bây giờ khuyến mãi lại. Thì em mới về một lô. Đây nè, để mới tin thấy không? JD200 nêu. JD200 nêu. Nói tới đây nhiều anh em nói ở trên thân đèn có chữ nêu nào đâu mà cứ nói nêu này kia. Nói như vậy là giống như quét nhà ra rác rồi anh em, giống như là dạch lá tìm sâu rồi phải không? Đấy, làm như vậy không tốt đâu anh em. Mình soi mói, mình người lớn nhau soi mói mấy cái câu nhỏ nhỏ vậy không tốt, thấy không?
mình làm chuyện gì có ích cho xã hội, làm những gì cho đối phương nghe người ta cảm thấy thoải mái, đừng có soi mói vậy. Có anh ấy, ôi thấy thân đèn có gì đâu mà cứ nói nêu 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 nghe chán muốn chết này kia. Đó, anh em đừng có vậy, đừng có soi mói vậy. Nếu mà dịch lá tìm sâu thì cây nào cũng có sâu, không cố tình quét rác thì nhà nào cũng có rác. Đó, đừng có như vậy mọi người. Cái đèn này nè, là JD200 New, là giấy tờ của hãng, của công ty nó gửi xuống cho em, nói tên đó, em đọc ra cái tên đó, chứ trên thân đèn nó không có cái chữ New nào hết. Ha, em nói rõ không có chữ nêu hết, nhưng mà nó là cái tên đó đó, thì mình đọc ra đúng cái tên của nó chứ giờ sao giờ, phải không? Đó, vậy mà cũng bắt lỗi em được, em lại luôn, cái này phải nói thẳng luôn. Thì tuy là em làm YouTube nhưng mà anh em cũng phải có một cái sự gọi là comment cũng phải vừa thôi, chứ đâu mà comment mà có thể là kiểu như vậy là làm cho rất là bực mình luôn mọi người. Thôi bây giờ trở lại đi. Đó, em dạch lên cho mọi người xem, dở cái này ra em để bể cái này ấy. Cái này là cái miếng mốt cho nên là dở là phải hai tay. Rồi, dở ra là thấy tấm pin cái gì á. Đây, tấm pin này nãy nhiều quá vậy. Tấm pin nó nhiều. Tấm pin 40W nè, tấm pin 40W. Dài rộng cao thì trước đây em đã 45 hả? Dạ, tấm pin 45W nha. Dài rộng cao thì trước đây em đã nói rồi, bây giờ em chỉ nói lại thôi. JD200 neo nha. Tấm pin 45W. Rồi, cái trụ ốc vít đồ đầy đủ, không có cái gì thiếu hết. Là nhôm sắt đồ đó. Rồi, thân nhôm nguyên khối nha, nó đây, nội dung chính của nó là đây. Đây, bộ pin lưu trữ bên trong đây là nhiêu? 45A. Lao coi cái này sao đóng bụi nhiều vậy. Lấy cái đồ lao lao coi. Đó, để đây mà cũng có bụi nữa ha, làm gì có bụi. Này, lấy cái này lao đây. Lao đàng hoàng để anh em coi nó đàng hoàng. Nói chung điện đèn mặt trời mà dính vài hột bụi thì nó không nhầm gì đâu, tại vì mốt ra mưa thì nó cũng sạch thôi. Nhưng mà mình muốn cho nó đẹp đẹp để mình quay cho nó chi tiết. Cho anh em thấy nó điểm cộng nhiều hơn ha, đây nè. Thân nhôm nguyên khối. À, nhôm nguyên khối này nó còn hơi bị gọi là bụi nè. Sao có bụi ta, để sáng giờ ở đây phơi nắng đây mà dính bụi vậy? Đó nè, anh em thấy không? Thân nhôm nguyên khối nè. Bự chạp bá luôn nè, thấy không? Đó, bộ pin lưu trữ 45A, 40A gì phải không? 42, 45 gì đúng không? Nãy coi giấy tờ rồi nhưng mà nó tầm tầm hết đó, từ 40 tới 45 á, mình quên tại nãy mình lộn với mấy cái đèn kia. Cái đèn bên đây là 45 nè, còn bên đây là hình như cũng 45 luôn. Đó, nói hình như vậy cái dạ anh em vô chửi nữa. Đó, nói phải chính xác chứ làm sao mà vậy phải không? Đó, coi giấy tờ giùm cái báo em, báo lẹ luôn. Đó, còn con led này thì mình nhớ nè, 163 con led Sanan cao áp ha, 163 con led Sanan cao áp. Còn bộ pin thì đợi nó coi chút xíu. Rồi lấy cái remote ra thử coi. À, cái remote này thử chưa? Đây đây, rồi có remote này được luôn nè. Đấy nè, đèn là cháy là bao sáng đó nha, sáng trưng luôn. 40A phải không? Rồi 40A nha, giấy tờ nói là 40A trong đây nè. Rồi, remote nè. Đấy. Rồi, sáng trưng nha. Đèn nè, đèn cao áp rất là sáng. Con led Sanan cao áp nha. Bộ đèn nè. Cái đây đó là đây của thằng carbon, không phải nè. Cái này, dưới này, với cái bộ này nè. Là mình bán cho anh em là 1.550.000 bao ship luôn. Đó, tiền ship là cũng là đâu 60.000 á. Vậy là cái bán cái đèn này chưa tới 1.500.000 nữa. Đó, thì chỉ có hè này thôi nha. Vô năm em sẽ không bán gì nữa. Hè này em bán lại ly cà phê em cũng bán nữa. Đó, nói chung là em muốn qua cái hè này em bán được nhiều hàng cho mọi người. Còn cái vấn đề mà lợi ít ít thì cũng chả có gì. Đó, thì đó ha, phụ kiện như thế này. Như thế đó là 1.550.000 50.000 bao ship. Cái đèn này bự lắm nha mọi người. Đó nè, thấy không, em đưa cái tay cho mọi người so sánh nè, nó rất là to nha. Cái đèn nó bự lắm. Ừ, chà bá luôn, em không có bán đèn nhỏ nhỏ mà tí tí đâu anh em. Đấy, tấm pin nè, 45W nè. Đó, 1.550.000 bao ship. Còn cái ăn bên đây á, lưu carbon 4.0 dây dài 5m là 1.660.000 bao ship. Còn mà dây dài 3m thì khuyến mãi còn 1.550.000 bao ship. Vậy là giữa, anh em nghe nó đơn giản không? Anh em nghe nó đơn giản ghê chưa? Hai cái đèn y chang với nhau luôn, y chang về tấm pin, y chang về đèn, y nhau hết. Cách có 2m dây thôi. Ha, cách có 2m dây thôi mà nó cách giá với nhau 100.000. Đó, mình phân tích thiệt rõ cho mọi người nghe ha. Y chang luôn nhưng mà cách giá tới 100.000. Đó, chỉ có 2m dây mà có giá trị 100.000 mọi người. Này là em lâu lâu em mới khuyến mãi được một lần nha. Đó, lưu carbon 4.0, dây dài 3m, 1.550.000 bao ship. Rồi, liên hệ em nhanh. Đèn lưu carbon thì em test cho mọi người coi nè, sáng trưng luôn. Nè, trưng luôn, thấy không? Đó, bao sáng, đó, sáng ghê không? Ban ngày mà thấy không? Đấy. Rồi, đam mê mua hàng thì hãy liên hệ nha.
Bây giờ thì tiếp tục lại ngưng video và gọi là test hàng nữa thôi. Đó, test đoạn tối nay gói đồ nè. Cũng có rất là nhiều thứ để chuẩn bị gói cho anh em nè. Nào là con Saco 2.7 lúc nãy. Rồi nào là con Bower 3.2. Nào là Saco 5.5 kg, nào là Saco 3.5 kg. Đó, em chắc là rất là nhiều thứ đồ để đợi anh em lấy đó trong cái hè này, còn một tháng nữa. Còn vô năm thì hiển nhiên em bán sẽ chậm hơn. Tại vì trong năm thì còn công tác khác nữa. Đấy, còn hè này thì rất là rảnh. Mọi người liên hệ giờ nào là gói gỡ liền. Thôi xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái đơn hàng nha. Bây giờ thì phải ngưng để kiểm tra mấy tấm pin Mỹ này đàn. Giờ thì phải ngưng để kiểm tra mấy tấm pin Mỹ này để tiến hành gửi cho anh em. Thôi hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.